Chào tất cả anh em nhé, trở lại với kênh YouTube Máy Dầu Dương ha. Địa chỉ 12 Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. Sóc Trăng, Sóc Sơ Bay ha anh em nhé. Thì anh em nào đã mua hàng bên em thì cũng biết rồi, cái địa chỉ của em ha, số điện thoại của em và số tài khoản của em cọc hàng nha. Anh em nào mà mua hàng cứ liên hệ gặp em Dương ha, 0985927776 Zalo của em nhé. Này thì giao cho mấy anh em NF90 cô đề này, Mitsubishi 85 này, ga 120 này, máy là bao zin bao chạy ha. Đấy, giờ em lên cho anh em mấy con máy nữa anh em ha. Con này là Kabuto Kubo tao ha, Kubo tao này. Cái này là R65 này. Này R65 này, con này đời bánh trứng dày anh em nhá. Con này rất là đẹp nha anh em ha. Anh em nào mua liên hệ nữa ha. Con này đảm bảo đẹp cho anh em. Ok. À, bánh trứng dày. À cái này không phải bánh trứng dày anh em ơi, cái này bánh trứng mỏng. Số 123 nằm bên ngoài này là bánh trứng mỏng. Cái này là bánh trứng dày, bánh trứng mỏng thì nó được có 8 ngựa thôi anh em nhá. 8 HP, bánh trứng dày thì nó được 8,5 ngựa, có khi 9 ngựa một chừng đó ha. Bô lửa là zin 100% đấy. Ok chưa? Lực dầu thùng dầu là ok. Ok ban mê anh em nhá. Rồi con này là EG65. Đấy. Rồi tiếp tục lên nhanh em, con này là con NFA 70 này. Con này cậu về thì nó gãy mẹ cục đề đó nha ha. Đấy, rồi nó gãy đây luôn anh em ơi. Đấy. Nó gãy đây mà em lấy cái miếng gãy mà hàng sao nó gãy luôn em bỏ luôn ha. Đây. Đó, nó chỉ bị lộ vậy thôi ha. Đấy, còn gần ga này, máy thì bao zin bao chạy cho anh em nha. Đấy, con này thì bị lộ vậy em bán cho anh em mà 6 triệu ha. 6 triệu thôi. Đó, anh em nào mua thì cứ cọc bán ha. Đảm bảo zin cho anh em 100%, chạy chất lượng cho anh em ha. Thì bị lộ thì mình bán giá lỗi ha. Lỗi là cậu gãy cái bát đề nè, cục đề ha. Ở đây nó xích mẹ cái miếng này ha. Cái này em sẽ cho một cái cần ga dây ha. Cần ga dây mà xài như máy cắt cỏ hoặc là máy cài vậy ha. Vì anh em bắt vô dành lắp ha. Con này em bán cho anh em 6 triệu thôi. Bao zin cho anh em nha. Bao zin bao chạy nha. Đấy nó bị trời rồi vậy. Em để nguyên con vậy em hàng á. Mà hàng nó xích nữa thì bỏ đi. Rồi anh em nào muốn mua để mà không bị lỗi nè ha. Không bị lỗi, không bị cậu lỗi nè. Đấy. 7,5 triệu ha, 7,5 triệu ha, có đề luôn, anh em mua đây. Con này thì ông anh ở Đồng Tháp ông chốt rồi này, để chút nữa hồi lại chắc anh nha. Con này con ơi chín này, ơi chín nè, đấy ơi chín nè, ơi chín bị xít môi, nó bị xít môi anh em nhé. Con này nó bị xít môi này, đấy, nó xít môi chút xíu ha. Đấy anh em nào mà không quan trọng cái môi cái miệng của nó thì cứ mua nha. Quan trọng là cái môi cái miệng của người thôi, còn cái môi cái này cũng quan trọng lắm anh em ha. Này oxy hải sản này, oxy hàng Nhật Bản này, em thấy không, hai cục oxy nha, hai cục oxy về mình đã bán rồi nha, mình đã giao rồi, mình quay cho anh em xem thôi. Nhìn nó thì đen thùi lùi vậy đó nhưng mà giá trị lắm anh em nha, cục tới hơn 10 triệu cái nha, chứ không có đơn giản đâu ha. Kiếm hàng không ra đâu ha. Ha, hai cục lớn này, cục nhỏ con này ha, cục nhỏ mới về đó. Anh em nào muốn mua thì cứ liên hệ đến gặp Dương ha, anh cứ vô đó ông anh không kiếm cho em gì em bận công chuyện đi. Con này là EG40 nè, chốt cho anh em 6 triệu mà chốt hoài anh em mua ha. Ngộ thật. Con này Kubota EG90. Con này là ớt 70 bá dê nè, ghẻ nè ha. Ớt 60 nè. Này thì EG50-2. Máy còn rất đẹp ha, bao zin bao chạy ha. Sáng giờ em giao cùng hàng rất là khá là nhiều ha, bánh lẻ anh em nhé. Anh em từ Vĩnh Long xuống rồi Hậu Giang rồi Bạc Liêu lên rồi, tùm lum hết chứ, tứ xứ ha. Anh em nào
cảm thấy mà muốn mua hàng thì cứ ghé qua tiệm ha. Ở gần gần thì ghé qua tiệm em anh em nhé. Còn anh em nào ở xa thì cứ liên hệ vào số Zalo, số điện thoại ha, gặp em ha. Không trực tiếp mua được thì em cho anh em coi hình ảnh và video ha. Ok, về em ship về tới nhà cho anh em. Anh em cứ nằm ngủ, anh em cứ việc là mua hàng nằm ngủ ở nhà đấy. Hàng là ship về đầu giường cho anh em ha. Ok nhá, ship về tận giường luôn chứ không có về tận nhà nữa, đem vào trong giường luôn cho anh em ha. Con này là ơ 7 anh em, này là ơ 8, này thì con này cũng ơ 8 luôn nè. Ơ 8 này mà chưa có dọn, chưa vệ sinh nhá. Con ok, con này Kubota KND57 nè anh em, nước nè. Con màu xanh thế này thì ông anh ở đâu Vĩnh Long lấy rồi. Con này R65 bánh chân dày nè, con này dày nè, R65 thì anh em cứ phân biệt cho em này. Dày mỏng này, 123 nằm bên trong là dày nè, 123 nằm bên ngoài là mỏng này ha. Đó, đơn giản vậy thôi. Con này chùi ra còn đẹp lắm anh em nhé. Đấy, chùi ra đẹp lắm, con này cũng ok lắm anh em ha. Đấy, ok. Cái gì? Gà 85 hả? Ở 95 hết rồi chú ơi. Không có, ở 95 có đề hết rồi. Ở 6, đi số 6. Thì là mỗi tuần tìm đây thôi, từng cái từng nó có không chú? Thì gọi tuần 2 tuần nữa đi. Có gì chú lấy số điện thoại con, chú điện có không? Nào có anh báo cho. Điện thoại nha. Dạ. Có thì chạy lại. Có nghe mà. Dạ dạ. Dạ dạ. Con này con Mitsubishi SD4. 3,5 4,5 anh em nhé. Con này mới tầm có 90% hơn 90%. Điện thoại cho chú. 0985. 927. Còn 9 9 7 776 776. Rồi chú nhá vô khi nào có gì con điện nha. À, chú nhá cái được rồi nha, con không quay video. Ơ 95 có đề mới được á. Dạ. 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 Hàng hóa của em là hiện tại là như vậy anh em nhé. Em cho anh em xem mấy con ơ nữa ha. Con này con ơ 8 rất là đẹp nha, cái lốc rất là đẹp anh em nhé. Đấy, cái áo trên là em đem ra mà cho thợ nó sơn lại cái áo nha. Sơn cái áo này không anh em nhé, chứ không có làm cái gì đâu nha. Con này cũng ơ 8 luôn nè. Đấy, con này ơ 60 nè, 7 triệu nè, bán lên cho anh em nè. Mấy con Mitsu 7 ngựa, 8 ngựa còn anh em ha. Anh em nào mua thì cứ liên hệ em đi. Hàng cũng giao cho anh em cũng chống trụ rất là nhiều rồi. Anh em nào mua thì cứ liên hệ trực tiếp gặp em ha. Em bán giá ok cho anh em sẵn sàng ha. Này ơi 50. Cái này Mitsu 6. Con này con ơ 8 VIP này ha. Ơ 8 rất là đẹp nha. Cái ly dầu của nó là ly dầu green của nó nguyên suy về vậy nó ha, lọc của nó còn rất là mới tinh đó, con này đẹp lắm. Này ơ 6 này đó, hàng thì xấu xấu cũng có mà đẹp đẹp cũng có, vừa vừa cũng có ha. Đây, cái này là cái bán cái thùng nước này anh em ơi. Con máy này, con máy NX10, con máy rất là đẹp mà em bán cho ông anh này. Con máy này nó xài nước xanh luôn á anh em ha, xài nước xanh về, nước xanh nó còn đầy nữa đó, xài nước xanh, cái bình nước xanh này nó đít tiếp trong cái anh em. Anh em đừng nghĩ là máy mua về phải có nước xanh á, và cái nước xanh nó rất là dở, nó ăn mòn hết trơn, nó đít tiếp, đít 2-3 cái tiếp luôn trong đó.
anh em cứ khoái nước xanh đi. Đấy, nước xanh là bị hoài à. Em bây giờ lấy máy về mà có thấy có nước xanh bên trong là em thấy dội rồi. Nước xanh nó xài nó ăn mòn ba cái tít bằng thao á anh em, là nó mục à, chứ không phải là nó có chất axit tẩy rửa trong á. Nó xài cái nước nó tẩy rửa cái lốc nó rất là sáng, cái lốc trong khi nào nó sáng, nhưng mà áp cái là được cái này nó mất cái kia, mất cái không quan trọng thì được, mất cái quá quan trọng ha, hư thùng nước thì cũng như không ha. Anh em nào mua hàng thì anh em cũng xài nhiều thì anh em biết, nhưng còn mà nhiều người chưa xài thì người ta khoái nước xanh, có nước xanh người ta mới mua. Đây vào đây quay cho anh em mấy con máy này nữa này. SSA gì này, SSA 50 này, 5,5 triệu này, cho anh em lấy này ha. EA6 này, EA6 bán nha anh em 7 triệu luôn, đặng bỏ luôn. Này là Mitsu 710 rất là đẹp. Hàng oxy vô chất lên anh em ha. Anh em mà xài oxy cứ liên hệ em này ha. Oxy thì anh em cứ về coi cái da trong này ok là lụm mềm, không cần gì quan trọng nhiều á, bên ngoài á, bên ngoài dơ kệ nó ha. Dơ là nó do nó là ở dơ, nó chưa có tắm rửa thì nó dơ á. Mấy cái này dơ thì nó ở dơ anh em ha. Còn nào cái này hơi sạch chút xíu thì nó ok hơn. Anh Thắng ơi, không phải để hai con bự này giao rồi, đem vào cho ông kia làm đóng bu ly cho người ta. Đấy, hàng em quay cho anh em lướt qua như vậy nha, em không quay cận cảnh được từng cái cho anh em nha, anh em thông cảm nha, công việc quá nhiều đi không phải là rảnh rỗi ha. Thì em quay em xem như vậy, anh em nào mua máy thì cứ liên hệ nha, hàng giờ đầy nhà hết trơn rồi đó. Thì em video em cũng xin kết thúc tại đây nha anh em. Thì mong anh em là ủng hộ ha, em rất là cảm ơn ha. Hôm nay là thứ bảy thì máu chạy về tim ha. Anh em mình sẽ cùng như bao người khác thôi, cuối tuần là khi nào phải cho một cái men nào nó vào trong người nó bắt đầu tiếp tục cuối tuần, đầu tuần mình làm tiếp ha. Rồi em chào tất cả anh em nhé.